Siêu Bom Tấn, căn hộ tại khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. Hưng Thịnh ra mắt dự án căn hộ cao cấp tại quận Bình Tân. Tọa lạc tại số 9 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Dễ dàng kết nối đến đường Kinh Dương Vương, tuyến đường huyết mạch của khu Tây thành phố Hồ Chí Minh. 1 phút đến Eomon Bình Tân, 3 phút đến Bệnh viện Quốc tế City, 5 phút đến Ủy ban Nhân dân Bình Tân, 5 phút đến bến xe miền Tây, cùng nhiều tiện ích khác như Bixi An Lạc, Cốt Mắt Bình Tân, rạp chiếu phim Galaxy Bình Tân, công viên Phú Lâm. Với quy mô 2 hectare, mật độ xây dựng 34%, gồm 4 tháp, chiều cao 24 tầng, tổng cộng 1.200 căn. Đa dạng các loại hình căn hộ với diện tích từ 52 đến 89 m2, giá khởi điểm 50 triệu đồng trên m2. Hưng Thịnh chính thức nhận giữ chỗ ưu tiên 50 triệu đồng trên căn